Rồi chị chào em ha. Dạ em chào chị Nguyên Quỳnh. Em chào tất cả mọi người. Em chúc nhiều mọi người với chị Nguyên Quỳnh nhiều sức khỏe. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ. Rồi em có thể giới thiệu về mình. Dạ em tên Lý Mỹ Hằng. Em sinh năm 1975. Em đến chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ. Em mong mọi người yêu thương và ủng hộ em. Em nhờ chị Nguyên Quỳnh giúp đỡ em tìm được người người gì đừng anh người bạn đời. Em rồi hiện tại là em đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở Sài Gòn chị. Em đang làm công việc gì? Dạ em mai là hàng xuất khẩu mà mai gia công á chị. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Em làm cũng lâu rồi, trên 10 năm rồi chị Quỳnh ơi. Trước khi đến cái công việc đó là em làm công việc gì? À không, hồi xưa giờ em đi mai gì đó. Hồi xưa thì em ở dưới quê em làm ruộng đồ đó, rồi giờ sau này em lên Sài Gòn thì em làm ngày mai. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Kiên Giang. Em Gạch Giá Kiên Giang. Em lên thành phố được bao lâu rồi? Dạ em lên thành phố cũng hồi xưa thì em cũng lên cũng mai cái chục năm rồi, sau này em về quê rồi em mới lên khoảng 4-5 năm nay chị. Em rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ hồi em thôi ông xã hơn 15 năm rồi chị. Em có đứa con gái có chồng ở Đồng Nai. Rồi lý do vì sao hai vợ chồng chia tay nhau? Cũng sống thấy không hợp rồi. Thấy không hợp rồi giờ chia tay chị ơi. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em ai giúp đỡ mọi người. Em ưu điểm của em là em có chuyện gì buồn thì trước mặt con người em cứng rắn lắm, nhưng mà khi có một mình thì em khóc rất là nhiều. Còn khuyết điểm của em? Thì khuyết điểm của em đó, khi không có ai đó, thì em khóc nhiều lắm. Cái đó ưu điểm và khuyết điểm luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Đã chỉ em đơn giản thôi chị, người đó biết quan tâm em một chút và thương yêu em thật lòng là được. Nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Chắc em nghĩ lớn tuổi thì chắc cũng người ta cũng không không có đến nỗi bê tha, thôi kệ tiến sái được. Uống nhiều được ha. Dạ. Rồi à. Con em như thế nào, có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ dạ con em ủng hộ. Rồi à, những lúc rảnh rỗi là em thích làm việc gì để giải trí cho mình?
Dạ, trong lúc em rảnh rỗi thì em nghe kinh chị, em nghe kinh nhiều, em nghe kinh, em niệm Phật nhiều. Rồi em có được mấy anh chị em? Dạ em có 8 anh chị em là Úc. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Dạ có, bên Hàn Quốc thì có chứ bên Mỹ không có chị. Rồi em coi video của chị hay ai giới thiệu em xem. Dạ Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem. dạ em cũng khoảng hơn nửa tháng nay à, em thấy chị làm cũng mát tay thôi, chị giúp em kiếm một người bạn đời. À, em có coi được nhiều Tại video không? dạ Em có coi được nhiều video không? dạ và em lúc rảnh thì em cũng coi coi cũng coi được mấy chương trình gì đó em kia đó. Em coi, em mới vô thì chị sẽ nhắc lại một chút xíu để cho em xem ha, cho em biết ha. Kênh của chị thì mỗi Dạ người làm một video như thế này, tự giới thiệu về bản thân mình. Hồi nãy như từ đầu chị đã nói với em rồi, cái video này nó rất là quan trọng với em. Ai chọn em hay không là do cái video của em, chứ bên chương trình không có làm gì dạ hơn được hết á. Chỉ tạo điều kiện cho mọi người kết nối với nhau thôi. Còn phần còn lại tìm dạ hiểu là do hai người tìm hiểu với nhau em nha. Rồi em phải coi, gắn coi dạ video, chọn người nào phù hợp với mình. Rồi sau video này nè, nếu mà anh nào á thích em, chương trình sẽ cho số điện thoại của em cho anh ấy để anh ấy liên lạc với em ha. dạ em cảm ơn chị. Rồi những lúc rảnh rỗi thì em có thích hát karaoke gì không? Hay là chỉ thích đi chùa thôi? Dạ cũng ít lắm chị ơi, em thường thường tại công việc em cũng nhiều đó, rồi em làm xong rồi em chỉ nghe kinh rồi em nghỉ ngơi đặng dưỡng sức rồi mai làm tiếp. Rồi em thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Năm thì cũng nói nhiều cũng được mà ít nói cũng được, nhưng mà anh nói ra thì tôn trọng người khác, nói chuyện có nghiêm túc là được. Nói chuyện nếu ta nói chuyện hòa đồng rồi là được, chứ em cũng không có cần mà đòi hỏi quá. Rồi sau khi chia tay với ông xã em lâu như thế thì chắc cũng có nhiều người thích em hả? Lúc đó em trẻ rồi xinh đẹp mà. Dạ con dạ cũng có mà em cũng cũng nói chuyện đặng mà đặng anh em thôi, tại lúc đó con còn nhỏ em phải lo, em cũng không có nghĩ tới nữa. Giờ Chứ con trong cuộc chứ em không có, em có hạnh phúc với chị cho nên là em cũng cho nên em không dám, em muốn tìm một người bạn đặng mà sống suốt đời đặng mà biết hạnh phúc chị với người ta. em, nhưng mà rồi con em đang ở quê hả, ở thành phố luôn? Dạ con em ở thành phố mà cách em khoảng, em đi khoảng 1 tiếng mấy là tới con em á, con em ở bên Đồng Nai á. Con em đi học hay là đã lập gia đình rồi? Dạ lập gia đình rồi. Rồi em thích một anh làm quen với mình đó là có tính lãng mạn không? Chị nói lại cho em nghe chị. Em thích một anh làm quen với em có tính lãng mạn không? Nếu có thì tốt, còn không có thì cũng được, không sao. Em thì sống cũng chẳng, em không có yêu cầu người khác quá nhiều. Nếu mà hai người bạn mà sống cân bằng với nhau là được, Bây giờ em có cần tôn trọng phải nha. bây giờ em có cần phải nấu ăn mỗi ngày không, hay là em không cần phải nấu ăn cho mình? Dạ cũng có chị, em nấu ăn tới
Tới giờ ấy thì mình phải nấu ăn, mình nấu ăn hả chị? Em hồi đó giờ em có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Dạ chưa chị ơi, em làm suốt à, em không có đi ra ngoài, em không có đi đâu tới chưa á. Em ở thành phố này bao lâu em mới về quê một lần? Dạ Tết chị, Tết em về em thăm mẹ vài ngày em lên em làm tiếp. Rồi ở em ở là trong vùng sâu vùng xa đó hả? Dạ không, em ở gần thành phố Rạch Giá, cách chợ đi chạy khoảng 7 phút 10 phút là tới. Gần ở thành phố Rạch Giá chị. Ở quê em có nhà cửa gì không? Dạ em ở chung với mẹ với chị thứ năm không có chồng á, hồi xưa giờ á. Em không có nhà riêng. Em ở đây em may đồ cho đồ là đồ cho công ty chứ đóng đồ đồ sản xuất hay là xuất khẩu hay là đồ đồ kiểu? Dạ đồ xuất khẩu á, mà như bên công ty mà may không kịp thì họ giao cho mình may chị, rồi mình may rồi mình may ra công vậy đó chị. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu em? Dạ chiều cao em 1m60 chị. Cũng khá cao ha. Dạ Em có nghĩ là anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu không? cao em mà cao hơn em một chút là được, ở 61 62 gì cũng được chị ơi. Em thì lùn em hơn em cũng cũng được không sao, em chỉ cần thương em mà biết quan tâm em một chút là được, tại tại em ở tuổi này giờ em thiếu tình thương thiếu cái sự quan tâm nó lắm, cho nên em rất cần. Em có cần muốn bổ sung gì thêm không? Em sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của em á, hiện tại bây giờ nè, trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Thì em cũng mong là chị Như Quỳnh làm mát tay giúp thương yêu em và quan tâm em một chút là được, vợ chồng sống hòa đồng là được rồi chị, đừng có gia trưởng vậy thôi, đơn giản vậy, cuộc sống kinh tế ổn định chút xíu cùng ăn vậy thôi, em sống em yêu cầu vậy thôi chứ không có cầu kỳ quá. Em rồi em sau này em có nghĩ là em về quê sống không hay là em thích sống ở thành phố? Nếu mà em người rất hợp thì em thấy hợp thì nếu ông xã sống ở đâu thì em đi theo đó em sống vậy. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Dạ, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn em, cảm ơn chị Nguyên Quỳnh, em cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Em chúc chị Nguyên Quỳnh với tất cả mọi người trong nước và ngoài nước nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Bye em, good night em nha.